Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tịnh Tâm ạ. Dạ con thưa sư, người xuất gia hiểu biết về nhân quả mà vẫn phá giới phạm tội với người tại gia, không hiểu nhân quả nên mới tạo tội, thì tội của người nào sẽ nặng hơn ạ? Người mà biết rằng có tội rồi nhưng mà nếu như vị đó cố tình là thì có thể là cái tâm sở tư ấy, nó sẽ nặng hơn một chút, tức là vị đó biết là làm cái việc này là có tội nhưng mà vẫn cố ý, là nó có thể nặng hơn nhưng mà một lúc nào đó cái tâm hổ thẹn nó vẫn có thể khởi lên, và cái sự tạo cái tội lỗi đó nó có thể có cái quả báo là rơi vào một cái đọa xứ khổ đau, nhưng mà đến một lúc nào đó nó sẽ nhanh chóng hết cái quả báo đó và vị đó vẫn trở lại tu tập được, tức là cái con đường mà vị đó đi đến niết bàn là vẫn vẫn có thể thành tựu được á. Ví dụ như là có những cái vị tỳ kheo, những cái vị xuất gia rồi làm những cái việc bất thiện như là tám hòa hợp tăng, hay là những cái vị đấy ghen tị với các vị a la hán rồi tạo nên những cái tội lỗi lớn rồi bị đọa xuống địa ngục, nhưng mà sau cái thời gian đọa vào địa ngục đấy vị đó vẫn sẽ gặp có nhân duyên gặp những cái vị Phật sau này và nghe pháp, vị đó vẫn chứng đắc được niết bàn. Đấy là cái lợi thế của một cái người xuất gia là như vậy, dù vị đó có thể là do cái phiền não nó khởi lên, lúc đấy vị đó không kìm chế được cho nên là tạo những cái tội lỗi, nhưng mà vẫn có cái lợi thế là con đường đi đến niết bàn chưa bị đóng lại hoàn toàn, trả xong cái quả báo tội lỗi đấy vẫn có thể chứng đắc niết bàn tương lai. Nhưng còn một cái người tại gia không hiểu nhân quả, người ta tạo tội lỗi thì vì cái tâm sở tư người ta nghĩ rằng những cái tội lỗi là bình thường cho nên người ta làm với cái tâm nó rất là thản nhiên, có thể cái quả báo nó không quá nặng nề nhưng mà nó rất là dai dẳng, nó rất là dai dẳng. Ví dụ như là có thể vị đó sẽ tái sinh vào súc sinh rồi sinh lại làm người rồi súc lại súc sinh rồi nó cứ luẩn quẩn ở trong sinh tử như thế, và cái con đường đi đến chấm dứt khổ đau của cái người thế tục ấy, cái người không hiểu nhân quả đấy là chưa chưa biết đến ngày nào mới dừng lại, là vì đó cứ trôi nan ở trong sinh tử hoài hoài mãi mãi như vậy. Vậy thì dù là cái người xuất gia có tạo tội lỗi thì cái cơ hội chấm dứt khổ đau vẫn còn, còn cái người tại gia không biết nhân quả tạo tội lỗi thì không biết đến ngày nào mới ra khỏi khổ đau. Nó hai cái người đấy nó có khác nhau như thế.